Quý vị và các bạn, đây là con chim nuôi từ nhỏ được 7 tháng và giống chim là cánh tiên, có nghĩa là hai cái đuôi cánh của nó chéo nhau như thế này. Đó. Con này thì phá thổ và ưu điểm thì rất là thuần chim bởi vì nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. Cườm thì cũng đã già rồi, con đây là con chim trống, khẳng định 100% luôn, cườm đây. Thì quý vị và các bạn có thể thấy là chim thì nuôi từ nhỏ giờ là xích nhưng không phải gì cả, rất là thuần. Đấy, và đây là phân chim và chuồng chim, và cái tư thế của con chim này là như một con vẹt. Thì các bạn có thể thấy là để mà nuôi được một con chim thuần như thế này rất là công phu, nuôi sau 2 tháng thì chim mới biết chỗ. Và con chim này thì cái móng và vảy màu chân rất là đẹp, đỏ khá thuần. Đấy. Thì nếu như con chim này mà được ghép với một con thổ đặc thì sẽ rất là hay. Chim này thì con chim này là cũng thuộc dòng chim khôn, đầu nhỏ, mỏ đinh và cánh tiên. Một con chim mà khi trưởng thành mà bộng trên cành và hai cái đuôi cánh chạm vào nhau thì đấy là con chim rất là khôn, mang lại lộc nhiều cho chủ. Và con chim này nếu như mà cho ăn thêm đầy đủ chất nữa, lông sẽ rất là bóng. Ở đây chỉ cho ăn thóc, thực ra là cũng hơi một phần do nhưng mà đang hãm để cho chơi đã. Ăn thêm một ít, mua hạt ngô hoặc đậu xanh nữa thì chim sẽ lên màu, lúc đấy sẽ ghép sung chim ghép với một con thổ đặc. Quý vị và các bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin về cái kênh Chim Cú Gáy Hay của tôi. Tôi ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0163530982 và Facebook cũng là Chim Cú Gáy Hay, được đăng ký bằng cái mail máy tính Ba Vì a@gmail.com. Và cái kênh của mình là kênh về chim cú gáy, mong là chia sẻ những cái màu sắc về con chim cú gáy của Việt Nam, một con chim mang lại biểu tượng của hòa bình.
đến ăn đi. Này. Chim đến cầm hạt ngô, hạt bắp ăn luôn, đưa tay này. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua chim giống, chim chơi được 0163 530592. Xin chân thành cảm ơn.